Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Wing Homes. Hôm nay mình sẽ nói về bất động sản là kênh đầu tư được ưa chuộng trong mùa dịch. Theo thông cáo 34/TC-BD của Bộ Xây dựng về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1/2021, giá bất động sản trên cả nước vẫn có xu hướng tăng, trong đó có những khu vực, dự án giá tăng trên 10% so với thời điểm đầu năm 2020. Tiên mình sẽ nói về nắm bắt cơ hội trong khủng hoảng. Không thể phủ nhận, dịch Covid-19 có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư dao động. Không riêng gì bất động sản, các lĩnh vực khác đều trong trạng thái nín thở, chờ diễn biến tiếp theo của đợt dịch lần này. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường trong dài hạn. Bởi lẽ bất động sản luôn là kênh ăn chắc mặt bền, do nhu cầu luôn hiện hữu và tâm lý tài sản để lại cho thế hệ sau vẫn ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua bán đầu tư của khách hàng. Bên cạnh đó, so với các kênh đầu tư truyền thống như vàng hay gửi tiết kiệm, bất động sản vẫn có những ưu thế nhất định và là lựa chọn hàng đầu của nhiều người Việt. Có chăng chỉ là khách hàng sẽ thận trọng hơn trong việc xuống tiền đầu tư, do vậy những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vừa có thể khai thác kinh doanh, vừa là tài sản để dành, càng lại có giá hơn trong thời điểm này. Điều này thể hiện rõ qua các đợt dịch Covid trước đó, giá bất động sản vẫn tăng lên ở nhiều phân khúc, thậm chí hình thành một cơn sốt đất trên diện rộng trong những ngày đầu năm. Tại Đà Nẵng, sau một thời gian im ắng vì dịch bệnh, nhiều giao dịch đã trở lại sau Tết Nguyên Đán. Riêng đối với phân khúc đất nền, tháng 4 vừa qua ghi nhận mức tăng chóng mặt, có nơi tăng lên đến 500 triệu đồng trên lô do hiệu ứng tích cực từ các dự án lớn được khởi động. Thêm vào đó, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng thông qua vào tháng 3 năm nay cũng đã giúp các nhà đầu tư có niềm tin khi quay lại thị trường. Đặc biệt với tình hình hiện tại, phân khúc căn hộ chung cư được đánh giá là sẽ có sức hấp dẫn nhiều nhà đầu tư hơn là nhà kiệt, hẻm nhỏ, do nhu cầu về chỗ ở tích hợp nhiều tiện ích cho người trẻ vẫn là xu hướng và có lượng cầu rất lớn trong thời gian tới. Trên thị trường bất động sản có câu rất hay, nóng sốt bán ra, trầm lắng gom vào. Thực tế trên thị trường hiện nay, nhiều nhà đầu tư vẫn âm thầm tìm kiếm bất động sản ở các khu vực nương theo các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, các dự án được đầu tư lớn. Tuy giao dịch có hơi chững so với thời điểm trước dịch, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mua vào, bán ra với biên độ lợi nhuận khá ổn ở giai đoạn thị trường khó khăn như hiện tại. Nhìn ở góc độ tích cực, sự trầm lắng của thị trường trong thời gian vừa qua đã dần loại bỏ những nhà đầu tư chập giật, ngắn hạn, đầu tư lướt sóng, hướng đến sự đầu tư lâu dài, bền vững. Các dự án muốn bán được đòi hỏi phải là những dự án có pháp lý minh bạch, đồng bộ, đầy đủ tiện ích và giá bán hợp lý. Cuộc thanh lọc thị trường này đã giúp cho nhiều người sở hữu bất động sản chất lượng, vừa túi tiền mà trước mùa dịch họ khó lòng tìm được. Riêng tại Đà Nẵng, thị trường có nhiều biến động nhưng lại là cơ hội cho những nhà đầu tư biết nắm bắt, bởi Đà Nẵng vẫn là điểm đến ưa thích hàng đầu của khách hàng trong nước. Thêm vào đó, các dự án động lực thông qua từ đầu năm nay và đang trong quá trình triển khai như quy hoạch hầm chui sông Hàn từ nút Đống Đa Trần Phú sang nút Vân Đồn Trần Hưng Đạo, hay siêu dự án khu phức hợp trung tâm tài chính với vốn đầu tư 2 tỷ đô trên nút giao thông đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp khu vực biển Mỹ Khê cũng tạo ra nhiều tích cực và là xung lực mạnh mẽ khiến nhiều nhà đầu tư nóng lòng quay lại thị trường. Qua những đợt dịch trước, điều kiện kinh tế và khả năng khống chế dịch bệnh đã tạo nên một hình ảnh mới của Việt Nam về năng lực quản trị công, quản trị nền kinh tế. Nhờ đó, niềm tin về đợt dịch Covid-19 lần này sẽ tiếp tục được ứng phó thành công là rất lớn. Viễn cảnh thị trường bất động sản phục hồi khi dịch được kiểm soát như những lần trước đó được nhiều nhà đầu tư tin tưởng. Giới chuyên gia nhận định, nguồn cung trong năm 2020 giảm dẫn tới thị trường bất động sản 2 năm tới sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm làm giá nhà tăng cao. Đây chính là lúc thị trường bắt đáy để tạo đà bật lên ở những tháng tới. Các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính có thể cân nhắc lựa chọn các sản phẩm, dự án có pháp lý minh bạch của những chủ đầu tư uy tín để chủ động xuống tiền lúc này khi chọn được quỹ đất ưng ý, nhằm sở hữu những lợi thế khi thị trường lấy lại đà tăng trưởng và gia tăng giá trị tài sản một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh Bất Động Sản Wing Home nhé.